Alo. Vâng, chúng ta đến với trận thi đấu thứ hai trong xe đấu thứ sáu. Hitley Summer là bên phía Gani và Tom, bên kia là Roman Miwan. Chưa biết thế nào một lần. Bên kia có một chém tuyển, một cung A tuyển. Bên mình thì một cung tuyển và một dân tuyển thôi. Summer chỉ thằng dân tuyển thôi. Vâng, trên khung chat thì rất nhiều thầy cúng ốm nhưng mà không thành rồi. Vâng, trừ khi vợ Gani lên tiếng thôi. Khoảng một dân. Lãng xẹt đến từ Gani. Đổi màu có sự đen đủi. Vâng, đổi màu 2. Gani chuyển sang cầm màu 2. Yugi cướp màu một cách trắng trợn. Tom là người cầm Summerian. Mở mắt ra, bốn voi, ai úm hộ tôi cái. Summer có heal rồi. Heal gần luôn. Gỗ đầu có cây gỗ 75 sát nhà chính. Tương đối được. Không sao. Chết dân, mình vẫn có cửa thắng cơ mà, cứ phải chết một dân là thua đâu. Mà các bạn phải lo nghĩ làm cái gì. Vâng, có khi chết một dân là bài nó lại tươi, đổi lấy lại 5 con voi rồi 2 quả phụ thì ai chả thích. Cả kẻ chết 2 dân tôi cũng thích. Bên kia khả năng Miwan sẽ phải đánh cung A. Để cân lại với Hitty bên này. Bây giờ chỉ cần Summer của Tom mà chém khỏe, chém đi được vào nhà Miwan thôi là cửa thắng sẽ cao. Gunny có đồ gì chưa? Đang lùa heo về. Con voi đây là một đôi hay là một con? Úi giỏi ơi, chỗ kia lại còn hai ông cơ động. Ba voi thấy chưa, tôi bảo mà chết một dân mà được bài mà để tươi như thế này thì tôi cũng muốn chết. Quá hay luôn. Cầu tiếp nó về. Anh ơi, đi lượn làm gì thế? Đánh võng hơi kinh. Khả năng là bốn voi. Mình đoán bài có vẻ chuẩn. Không, làm gì có bốn. Đây, bốn voi luôn. Vâng, chính thức team. Vâng, bốn voi dành cho Hitty. Có hốc ở đây không? Có hốc ở trên này không? Như vậy những cái hàng BE khi tôi biết là Gunny sẽ phải khung vào cái hốc trên này rồi. Anh ơi, câu voi kìa. Dừng hơi xa. Bên kia bao nhiêu voi không quan trọng, các thanh niên xem hai màn hình thì không nói, không được nói vớ vẩn. Bây giờ thì Gunny đang lùa lốt những con heo lại. Bốn voi và hai heo thì thế là thế nào nhỉ? Vâng, nó có đẹp không? Tôm sâu kêu. Quánh lô rồi. Căng quá. Căng. Thật một nhà. Vâng, đúng kiểu ông hai hộp sữa, ông không hộp nào. Nhà Gunny thì đẹp mắc binh luôn về đồ ăn. Nhưng mà bài Tôm thì lại hơi khắc khổ. Chưa thể lên đời với bài này của Tôm. Đây rồi, như vậy là đập lô về luôn giải 6. May mắn game thủ Gunny. Nhà này là rất xấu luôn. Một mạng cho nó hỗ trợ 5 mạng. What?
Đây rồi. BM, BA đóng rúi rụi. Bên kia hai ông lên đời, dắt tay nhau lên đời. Bên mình hai ông vừa mới nhảy đời thôi. Gani vừa nhảy đời, tôm bây giờ chắc cũng nhảy đời rồi. Kích đời 11 phút 05. Hitty thì ép đời nó không được quá quá kinh khủng. Tôm chưa kích được đời. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Kích đời anh ơi. 11 phút 47, 24 dân Samarian đóng lờ đây luôn. Anh dò đến gần hết nửa bản đồ rồi. Chỗ đấy thì quay một cái ruộng. Quay BG và vẽ ruộng tại mép bản đồ ấy luôn. Máy cầu thủ Gani có bị cái gì chưa? Công tê luôn. Có quả phụ kìa. Quả phụ lúc nào mà tôi không nhìn thấy nhỉ? Tôi chỉ nhìn thấy bốn voi thôi. Tự nhiên ra là thấy có quả phụ. Bảy trên 44. Tôm thế nào, khỏe không? 24. Tôi biết tôm sẽ quay ruộng ở đây mà. Tôm đánh hôn mã sao? Vâng, tôm đang rất bay. Chúng ta có thể ấy. Bài đánh hôn mã đi tôm. 4 cái ruộng, 6 cái ruộng rồi. Gần đi. Đây rồi. 33. Timeline vẫn còn gọi là đánh được, vẫn khỏe. Ăn đánh kiểu ăn hoang sóc cung. Đến từ game thủ Gani. Bên kia Roman và Miwan. Miwan khả năng đánh cung A rồi. Không thấy Miwan xuất hiện đây. Yugi là người cầm Roman. Đẩy luôn sang nhà Miwan một tơn. Nhà Miwan rất xấu chúng ta thấy. Tôm. Đây rồi, khoanh ruộng của ai ở đây? Khoanh ruộng cái thủ màu 1. Màu 1 chưa bánh xe sao? À không, hình như là có rồi. Chết luôn con dân như vậy mà 1 chưa bánh xe. Tương đối hay. Cung A đẩy luôn. Nhận thấy tôm yếu và cung A của màu 4 đẩy luôn. Kinh hồn. Gani có làm một tí vào nhà game thủ màu 4 không? Như vậy đang chơi được nhà màu 1 rồi. Rồi vác cả dân ra quẩy, mình có giáp rồi, cung đầu mình có giáp rồi. Nên là vẫn chơi được trong tơn này mà bên kia còn hết dân cơ. Tương đối hay. Cả màu 8 cũng đẩy vào đây. Vậy là đẩy muốn đẩy chết màu 1 và sau đó thì chơi luôn màu 4. Lại vào tơn nữa. Chết luôn. Bây giờ thì anh ơi, hơi nhiều gỗ anh ơi. Quay ruộng khẩn cấp. Vâng, gỗ thì đang là quá nhiều luôn. Màu 8 đang ở đây, tôm ở đây. Gani đang đẩy quân đi. Gọi là muốn chơi chết màu 1 đã, sau đó thì đánh màu 4 sau. Khả năng là như vậy. Mèo tôi nghĩ là tham lai to nhất bản đồ. Anh ơi, về quay ruộng anh ơi. Bắn nổ BM đi.
Chưa thấy màu 7, màu 4 đẩy lên nhà Gunny. Hình như có nhận thấy Tôm bảo là nhà màu 4 đang đẩy lên. Máy máy cầm thủ Tôm. Quánh hôn má. Rất hay. Timeline của Tôm đã lên là 37 rồi. Quá hay dành cho Tôm, một trận thi đấu kích đời muộn nhưng Tôm tàn nhưng không phế. Chạy dân đi anh ơi. Đúng là Cung A nó có sự khác bọt đây. Bắt được Cung A không? Gunny. Đây rồi. Vẫn đang đục máy vào nhà màu 1 giờ khả năng tham rất bé. Máy game thủ Tôm thế nào? Tôm vẫn tham lại 39 rất tươi. Gunny. Gunny anh 400 gỗ anh quay ruộng đi. Ô không, rất nhiều ruộng luôn. Vâng, Gunny đang quay rất nhiều ruộng, chúng ta có thể thấy. Vâng, tham lại Yugi gần fit rồi. Cho Yugi fit luôn đi. Vâng, cho thanh niên này đi từ ô tô xuống SH luôn. Và dần dần xuống đi xem tàu. Vâng, đang đứng dốc để đợi quân của game thủ màu 4 đẩy lên. Anh ơi, đóng BC rồi nâng cái đầu máu cho Cung R cho nó trì hơn một tí. Vâng, rất nhiều gỗ mà anh. Sao phải lom gióm? Bây giờ thì Cung A của Miu An sẽ là người cân bản đồ. Phải trâu hơn nữa. Vâng, Croman cứ hồi được tí nào thì lại bị Gunny quản. Rất hay. Đục từ hướng này sang có đục được không? Tôm. Tôm tham 42. Họ đang chơi vào nhà một 4 một tên. Vâng, vừa nói tôi để sót. Vâng, tôi để sót Tôm từ nãy đến giờ. Vâng, vào 4 giờ đã oẳng một tên ruộng chính rồi. Quá hay, Gunny đang đục ở mặt đằng kia. Đây rồi, màn hình máy cầu thủ Gunny. Đâu rồi, bây giờ lại vào. Tôm đâu vào đi. Bây giờ thì 1-0 thi đấu đâu. 1-0 thi đấu đâu. Tôm vào đi Tôm. Vẫn đứng giữa bản đồ để Gunny đục vào sao. Tham lai 72 trên 72 đến từ Gunny, đóng e đi anh. Cung A đẩy, cần thiết bỏ nhà. Bỏ nhà và đẩy chết 4 luôn. Bỏ nhà đẩy chết 4 luôn. Hai tham mình đang to không phải xoắn. Bỏ nhà anh ơi, bỏ nhà chạy hết đi. Giữ dân. Chạy hết dân đi. Định bắt Cung A như vậy là về định bắt. Nhưng mà số lượng Cung A là tương đối đông. Nhưng mà hơi khó ăn trong tuần này. Mày mấy cầm thủ Tôm bắt được không? Tôm nhiều sọc đơn thì ăn được. Tôm nhiều sọc đơn mới ăn được. Tham lai còn 35 đến từ Tôm thôi. Nhưng tôi nghĩ là vẫn chơi được. Giá như va vừa rồi bỏ nhà đổi đi thì đẹp hơn. Tôi nghĩ là như vậy. Tham lai còn 31 nhưng mà chỉ thảm 10 tham thôi. Bên kia cũng giảm rất nhiều tham rồi. May mấy cái thủ Gunny thôi. Gunny tham lai 54. Hai nhà đều giảm bằng tầm hơn chục tham thôi. Không đáng ngại cả. Đẩy ngược cái luôn. Cứ đẩy thôi. Ăn và đẩy. Cung A thì làm sao đi nhanh mà Cung R được. Nhưng mà số lượng quần Cung A đang đứng trên dốc. Mèo đang rất tỉnh và đẹp dài. Đây rồi, có cả sọc đơn của game thủ. Không bị vẩy e kìa. Từ từ đã, bình tĩnh. Đây rồi.
Timeline vẫn chỉ là 54 đến từ Haiti. Anh ơi đừng đừng đừng. Cung A họ đứng đẹp hơn. Điều R. Vâng, CR nhổn đang điều R nhưng còn cung R hit chưa đầu máu. Giật giật cung lại, giật cung lại anh ơi. Vâng, Gunny vẫn tự tin là mình điều R hay. Chúng ta có thấy ăn vẫn ăn được tương đối nhiều cung A. Thôi giật lại thế thôi. Hoánh thế thôi. Tôm thế nào? 41 rồi. Tôm đang quản vàng của Miêu ăn rất hay. Tôm đang thi đấu quá bay ở trong trận thiếu này rồi. Vâng, 4BA và 3BL đến từ Tôm. Hình như là như vậy. Tôi không kịp nhìn luôn. Tôm đang thi đấu rất hay khi mà... Anh ơi, anh cần sóc trâu sóc đơn hơn để đánh hôn mã khỏe. Mới xài bắt được vài con cung A rồi. Giờ đi đi quản vàng Miêu ăn thôi. Miêu ăn không quần vàng để chơi luôn. Tham lai của Miêu ăn to nhất bản đồ. Một đang hồi lại. Một đang hồi lại. Gunny đi quản đi Gunny ơi. Viết thủ một đang hồi lại. Đúng rồi, quản lại luôn. Ô, mất nhà rồi. Gunny mất nhà rồi. Ban căng. Đừng Tôm ơi, đừng lên. Đừng lên thiêu quân lên Tôm. Không lên thiêu quân, giờ thì Gunny cần ổn định lại vị trí làm ăn. Timeline bị đè rồi. Vẩy e đi. Anh ơi vẩy đi, cứ vẩy thôi. Vâng, chi chít vào. Cung đời hit nó cắn dần nó quá nhức nhối rồi. Vẫn ăn được. Rất hay. Ôi, màu một nhiều ruộng thế ở rời. Thì anh ơi quay lại gặp đúng cung A rồi. Rất khó khăn. Mùa 1 đã hồi, không ai quản được mùa 1. Mà nhà máy kiếm thủ Tôm 62/80. Tôm khi giờ còn to hơn cả C là nhổn cơ. Quánh hồn mã rất hay đến từ Tôm. Tôm đang bay. Như vậy là 4L và 2A. À 4A và 2L thôi. Bắt được không? Số lượng cung A là tương đối đông. Rờ mình chỉ là những con rờ summer thôi. Giá như đây là hôn mã của Egypt thì nó tươi hơn rất nhiều. Giá như đây là Egypt thì nó tươi hơn. Quá quá tươi luôn. Không, rất nhiều công A đây, khó rồi. Thật sự khó trong turn này. Vâng, hai game thủ đang rất nỗ lực để có thể thi đấu. Gunny có con sọc đơn của game thủ mùa 1 giấu mãi. Thật sự là khó. Tôm đâu? Tôm bây giờ còn phải đi ăn hoang mà có thể sóc được những con quân của mình đi. Thật sự là khó ở trận thi đấu ngoài rồi. Thật sự là khó rồi, bây giờ thì khó lắm rồi. 42/48. Miêu ăn hơi nhiều vàng, cả thân Miêu ăn lên 4. Kẹp ca làm cái gì nữa? Mình có ăn vàng đâu mà kẹp ca. Bây giờ mà đi vào vàng khác gì tự sát. Bây giờ thì vàng trên bản đồ thì ở nhà mình vẫn còn thôi, nhưng mà quan trọng là mình đi đào vàng bây giờ. Kia. Không, như vậy là mèo rất tỉnh trong tơn đẩy cung A vừa rồi. Quá khó khăn ở trong trận thiếu này rồi. Khó rồi. Đúng hơn vừa rồi là tơn đổi nhà nó hợp lý hơn. Là giữ nhà. Mình ở nhà rất xấu, tại sao lại không đổi?
chỉ cần đổi nhà thôi, Miêu An không còn lực để sắp cung A thôi là những con sọc đơn hôn mã và những con cung R Hitty của mình là có thể win lại ngay. Tham này 5-10, Tôm thì vẫn giữ được tham tốt ở trận thiếu này. Giờ chỉ có bơm đồ một nhát để cho Gunny lên 4 thôi thì mới có cửa ở trận thiếu này. Thật sự tầm xa của những con cung A Miêu An nó quá chất lượng rồi. Khó. Tôm vừa rồi đổi nhà thì hợp lý hơn, hồi quy thôi. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thiếu bản lề trong trận đấu thứ 6, tỷ số là 1-1 rồi. Và các bạn hãy được cùng cổ vũ cho cặp đôi bên phía Thái Bình và Tôm và Gunny thôi bên phía Thái Bình.